Ai đã từng du thăm hương tích, xin đừng quên Bích Động quê tôi. Nam thiên đệ nhị muôn đời, lời khen xưa đã sáng ngời sử sách. Kìa đồng lúa long lanh gợn sóng, núi non quanh soi bóng giữa dòng. Thuyền nan nhẹ lướt trên sông, mái chèo gỗ nhạc như tung ánh vàng. Bích Động ta đã đi rồi, động tiên cảnh đẹp tuyệt vời hôm nay. Lại còn xuyên thủy gần đây, thiên nhiên theo dệt vờn mây đón chào. Hỡi ai Bích Động đã vào, động tiên sơn thủy lẽ nào không đi. Gần kề đâu có xa chi, bồng lai thiên tạo có gì nào hơn. Đã từng đi khắp giang sơn mà chưa qua động nước vẫn vương trong lòng. Vào đây lúc nãy các anh ra ngoài thấy lạnh nhưng vào đây ấm hẳn lên. Dạ, vào đây và thì cứ động nó như là kiểu mà cái hơi lửa nó bốc ra nóng hẳn lên. Đấy là đôi dòng sữa mẹ. Mình chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của Nhật ký lịch. Hiện tại Nhật ký lịch đang có mặt tại khu vực chùa Bích Động của chú anh chị. Nơi này nằm thuộc xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Và trong video này Nhật ký lịch sẽ đưa cô chú anh chị các bạn chúng ta sẽ cùng đi tham quan và khám phá ở bên trong chùa Bích Động. Thì trong khu vực chùa Bích Động còn có những hang động nữa cô chú anh chị, nằm bao quanh ở khu vực chùa. Thì để xem thử là cảnh đẹp trong những hang động ở chùa như thế nào thì mời cô chú anh chị các bạn hãy đồng hành hết video cùng với Nhật ký lịch. Và đừng quên để lại một đăng ký kênh, bật cái chuông thông báo để tạo động lực cho Nhật ký lịch khám phá những điểm hay hơn để chia sẻ cho cả nhà. Và không đợi cả nhà chờ lâu, bây giờ chúng ta sẽ vào bên trong chùa Bích Động và chúng ta sẽ đi thuyền trên động. Thì ở khu vực này có rất là nhiều người dân đang làm công việc là đưa du khách. Khi chúng ta đến tham quan ở chùa Bích Động sẽ có rất là nhiều người ở đây sẽ đưa chúng ta đi trên thuyền. Thì cái quang cảnh ở phía trước nơi mà chúng ta đi vào bên trong chùa Bích Động là những cái quầy hàng bán quà lưu niệm tại đây. Và bây giờ Nhật ký lịch sẽ qua để mà liên hệ với lại người đưa đò để sẽ đưa chúng ta đi vào bên trong động và sẽ thuyết minh và hướng dẫn cho chúng ta những cái điểm, những cái nét lịch sử ở chùa Bích Động là như thế nào nhé. Rồi cụ nào đưa cháu đi. Dạ cụ ha. Thầy đi lối nào đây? Dạ. À dạ là đi mình sẽ đi đò cụ ạ. À. Hôm nay nhiều động không cụ? Ở đây nó có ba động, một điểm trong nắng. Dạ. Một điểm động tiên. Dạ. Điểm thiên phi động. Dạ. Xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Cùng xã này là có hai điểm du lịch Tam Cốc và Bích Động. Dạ. Bà đi đò. Vâng. Đâu đò bà để đâu? Đi phía sau cái núi này. À. Sau cái núi là thuyền là vào động luôn. Đi bộ sau lối này là vào trong động. Thuyền là vào động luôn. Dạ. Vâng. Động này nó dài hơn 300 mét, dưới gầm ba ngôi chùa Bích Động. Dạ. Chùa trên động dưới. Là Nam Thiên Đệ Nhị Động, thứ nhất Hương Tích, thứ nhì Bích Động, chùa động gọi là chùa Bích Động. Dạ. Yeah. Động Hương Tích là nằm ở chùa Hương. Chùa Hương là chùa Hương Tích. Đó. Chùa Hương Tích. Chùa Hương, thứ nhất Hương Tích, thứ nhì Bích Động nói về tâm linh. Dạ. Yeah. Là nhưng còn bây giờ mà đẹp thì không đẹp bằng các nơi khác. Đẹp chứ, vì ghi hình phải nói đẹp chứ. Không, ghi hình đẹp, người ta tự tạo lên còn đẹp hơn. Nói chung là cái chùa gọi là chùa cổ. Nói chung là cái video của Nhật ký rất là tự nhiên của chú anh chị, không có hề dàn dựng dàn cảnh rồi sắp xếp kịch bản gì hết. Mình đi tới đâu mình ghi hình tới đó và sẽ nhờ nếu mà có người địa phương thì sẽ nhờ người địa phương để đưa chúng ta đi khám phá tham quan. Còn nếu mà những điểm mà có thuyết trình thuyết minh viên á, thì Nhật ký lịch sẽ cố gắng nhờ thuyết trình thuyết minh viên đưa chúng ta đi luôn. Không có, có lên kịch bản dàn xếp gì hết. Nhưng mà phải nói đẹp nha. Vâng, nói đẹp. Nói chung là có sao nói vậy hả cụ ha? Vâng. Xấu mình nói xấu chứ mắc gì xấu mà mình có nói nào? Đẹp mình đánh lừa khán giả sao? Có nào nói vậy? Dạ chính xác. Thực tế. Dạ.
cứ đã xấu mà mình nó đẹp là mình đánh lừa khán giả rồi, khán giả người ta đi xem video ta tới người ta ta nói nữa. Vâng, xấu mà nói đẹp thì được một lần thôi, lần sau người ta không tin nữa. Dạ. Cái này là cái gì đây cụ? Cái này là ngồi ở cổng chùa và bán hương. À, ngồi cổng chùa bán hương. Bán hương với mời đò cả cái đoạn đấy là đem về từ đồng nào nộp lệ phí cho du lịch không còn bằng nào mấy người chia nhau. À dạ. Là chia lần lượt mỗi người chớ mỗi người lượt. Dạ. Không đến lượt thì ngồi để bán thế hương. À, cứ chưa đến lượt đưa đò là sẽ ngồi bán những cái thế hương này. Vâng. Thế hương với tâm sen. Dạ. Với hạt sen. Có vậy. Là tí nữa là mình lên trên chùa là mình đi cái lối sâu có đường lên chùa cụ ạ. Lên chùa. Không ra tôi bến xe là về luôn khỏi phải đi vòng. À dạ. À, vậy là mình đưa đò ở đây là có xếp số không cụ? Có xếp số lần lượt. À, bao nhiêu số ở đây tổng hết là bao nhiêu số? Bên ngoài trung nắng là hơn 500 số, có trong có 200 số. À 200 số xoay vòng cái đến số của cụ nào thì cụ đấy đưa khách. Vâng. Cái lượt người nào người chớ xong lấy cái tiền nộp đi thì còn đồng nào cũng tối cộng lại chia nhau 5-3 nghìn là được nhiều chứ nhiều thì ít. Dạ. Đưa đò là tùy tâm đúng không? Có nghĩa là khách muốn bồi dưỡng bao nhiêu bồi dưỡng nhưng mà phí là có sẵn đó là 100.000 là một người. Vâng. 100.000 người là bao gồm cả đưa đi và hướng dẫn luôn. Vâng. À dạ. Thì những cái người nào nếu như dẫn luôn những người nào chân liền ở đây người ta sinh ra lớn lên ở đây thì người ta thuộc hơn. Dạ. Những người ví dụ như là đi ở nơi khác về lấy chồng ở nơi khác về thì nói chung là nói thì nó cũng chưa được rõ ràng hơn. Dạ. Hơn những người ở đây. Dạ. Đây là thuộc. Cái động này đẹp lắm anh ạ. Chùa trên động dưới đi khắp nơi không có nơi nào trên là chùa. Thì mình đi một vòng như vậy là mất thời gian không bao lâu cụ? Nếu như cá vào cá ra là mất 30 phút. 30 phút? Vâng. Dạ. Nhưng bây giờ lúc vào mà không quay ra là cứ đi từ từ đến đâu giới thiệu đấy. Dạ đúng rồi. Từ từ. Dạ. Là anh vào đằng kia anh lên chùa luôn, anh không quay ra hay quay ra cũng được. Dạ, là tí nữa là cụ đi với cháu lên chùa, cụ hướng dẫn những điểm trên chùa luôn nha. Vâng. Đi nổi không? Đi được. Đi, dạ. Thì đi được nhưng tí là về phải báo với họ phải thêm tiền xong là về nộp cho hội không có đi xong là anh bồi dưỡng không bố họ thì cụ báo làm gì cháu bồi dưỡng đi nha cụ giữ đấy mà uống nước cái cụ báo họ làm gì đi vào trong cũng như ở ngoài này thì được anh ạ nhưng leo lên chùa thì họ lại cộng cái tiền thêm vào đấy vào là tiền gì mà mình vào chùa có mất phí không cụ? Không nhưng mà ý là cụ nói là cộng họ cộng tiền gì nghĩa là như này nhá. Bây giờ trong cái động này đi giới thiệu cho anh là đi xong là anh bồi dưỡng bằng nào thì là bà được đồng đấy. Dạ. Còn sau khi lên chùa thì nó lại các bà ở đấy các bà ấy biết rồi thì là các bà ấy bồi dưỡng ví dụ như anh bồi dưỡng cho 50 thì cộng vào với cái 200. À là cộng thuê vào rồi chia nhau đó, đúng không? Vâng. À ý là ý cụ là khi mà dẫn chúng ta đi thuyết minh ở trên chùa mà mình bồi dưỡng cho cụ thì cái tiền đó là sẽ được cộng vào rồi chia cùng với các cụ khác đúng không cụ? À ý là như vậy. Như là anh 100 thì anh bồi dưỡng cho bà có 50 vậy thì bà cộng là có 50 thôi và 150 thì bà lại được ăn thêm. À nhưng mà cho cháu hỏi cái là cái phí đưa đò mà mỗi người 100.000 như vậy là phí đó là cụ có phải chia cho ai không hay là cũng phải chia luôn? À. Dạ, cháu chào bà. Anh đứng chỗ này tôi lấy thuyền. Dạ. Cụ đó. Vâng ạ, chào cụ nhá. Tao mà lấy thuyền cho anh đi. À, chúng ta sẽ di chuyển ở trên đây để đi vào bên trong chùa và xuyên qua những hang động. Thì cũng giới thiệu cho cô chú anh chị là nếu như chúng ta đi du lịch ở chùa Bích Động mà mình không muốn đi động, mình vẫn có thể vào bên trong khu vực của chùa và đi tham quan, sẽ không mất phí cô chú anh chị. Còn nếu chúng ta đi trên đò để dọc vào những hang động, khám phá, ngắm cảnh ở trong hang động thì phí là mỗi người 100.000, mỗi người 100.000 tiền phí cô chú anh chị. Và nếu như chúng ta cần người hướng dẫn, các cụ sẽ đưa chúng ta lên trên chùa và hướng dẫn những cái điểm, những cái di tích ở trên chùa.
thì cái đó là chúng ta sẽ bồi dưỡng riêng cho các cụ, những người đưa đò, chứ là không có cái giá phí mà hướng dẫn nha cô chú anh chị. Đây bây giờ chúng ta sẽ lên trên đò. Sáng nay lạnh cô chú anh chị, nhiệt độ hiện tại bây giờ là chỉ có 15 độ thôi. Ninh Bình giờ là bắt đầu lạnh lạnh rồi. 15 độ, nhiệt độ máy lạnh là đã 16 độ là thấp nhất, và đây 15 độ. Trời ơi, chạy xe mà tay chân nó véo hết. Cái lịch đi xe máy đi xuyên Việt của chú anh chị, chạy xe tay chân nó véo. Không có áo phao hả cụ? Không, không, dạ, nước cạn hả? Rồi bây giờ chúng ta sẽ lên, chúng ta sẽ lên đò. Đây, ở đây. Dạ. Rồi. Rồi rồi được rồi cụ. Tí nữa cháu quay lại. Dạ, đây cụ. Tí nữa lên chùa không có thì đi về thì tôi báo với họ là thôi tôi cắt từ đây là tôi theo các anh lên chùa, xong là không chung với họ nữa. Dạ đúng rồi, thì báo như vậy đi rồi cứ bồi dưỡng là chơi cụ cứ giữ mà uống nước. Vâng, chứ cụ không báo là phải chia nhau đấy. Vâng đúng là phải chia đấy, lên chùa cơ chứ còn dưới này thì vô tư. Dạ. Vâng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào bên trong động. Động Sơn Thủy Động. Sơn Thủy Động. Gọi là Sơn Thủy Động. Dạ. Trên là chùa Bích Động, dưới này là Sơn Thủy Động. Là Bích Động ta đã đi rồi, động tiên cảnh đẹp tuyệt vời, hôm nay lại còn xuyên thủy gần đây, thiên nhiên theo dệt vườn mây đón chào. Hỡi ai Bích Động đã vào, động tiên Sơn Thủy lẽ nào không đi. Gần kề đâu có xa chi, bồng lai thiên tạo có gì nào hơn. Đã từng đi khắp Giang Sơn mà chưa qua động nước vẫn vương trong lòng, nghĩa là đi khắp nơi không có nơi nào trên là chùa dưới là động, như đây gọi mệnh danh là Nam Thiên Đệ Nhị Động, thứ nhất Hương Tích, thứ nhì Bích Động. Rất là ấm, mùa hè là mát. Ở đây là Sơn Thủy Động đúng không cụ? Vâng, là Sơn Thủy Động. Mùa đông thì tỏa ấm hơi nồng, mùa hè mát rượi, tưởng rồng cuộn mây đây. Khách vào mà chả muốn ra, nhầm đây Đà Lạt tưởng đây là Non Bồng. Anh ngồi quay lại đi cho nó thoải mái, quay lại đằng kia cho nó, ngồi cho nó. Đây vào động này là nguyên thiên nhiên nó tạo nên hết đấy ạ. Không có cái nào tay mình vào. Là thiên nhiên ai tạc ai làm, do Đức Ngọc Hoàng trời đất sinh ra. Mời anh mời chị gần xa, xem xong cảnh đá thì ra cổng trời. Đi vào cái cổng chùa đây là có cổng đá với hai cái ao sen. Còn đây cửa động, đây đầu tiên là cô Tiên nằm coi cửa động này. Đây mặt đây này. Yeah. Đây mặt chỗ soi đèn cho nào, đây mặt đây, tóc bò xõa chân vắt chéo này. Đấy, đây này mặt đây. Đấy, tóc bò xõa này chân vắt chéo, cái này là nguyên thiên nhiên nó tạo nên đấy ạ. Động này dài khoảng Động này dài hơn 300 mét. Dạ. Còn bên trước mặt đây là trái đào trường sinh. Trái đào tiên, sờ vào đây cho nó trẻ mãi không già đấy. Dạ, vậy là mình phải sờ vào hả cô? Vâng, sờ vào cho nó trẻ mãi không già. Mà có trẻ không? Sờ vào là nó trẻ, trẻ mãi, vâng, trường sinh hả cô? Trẻ mãi không già, đây trường sinh bất lão. Đây là nguyên thiên nhiên nó tạo nên đây. Đấy. Đây, chúng ta sờ vào cái cho nó trẻ mãi không già. Ôi ôi. Bên trái đào trường sinh đây là con đại bàng này. Dạ. Cái mỏ nó đây, còn hai cánh giang ra mãi cửa cổng. Trên là chùa cao nhất trên đỉnh núi. Đây là mỏ đại bàng này. Đấy, mỏ đây. Còn cánh giang ra đây, hai cánh, mà trên là chùa, gọi là chùa thượng đấy. Cái động này nó nằm dưới gầm ba ngôi chùa Bích Động mà. Chùa ở trên, động ở dưới. Đây là đuôi cá sấu nó vòng từ đáy động này, đuôi đây, từ đuôi nó vòng đáy động, uốn mình há miệng hàm răng nó đây. Đấy, nguyên thiên nhiên nó tạo nên hết. Những phiến đá được thiên nhiên tạo hình rất là độc đáo rồi đấy chị. Hàm răng cá sấu rất là giống. Động là động đá vôi chứ cụ hả? V-
đây là đá vôi đây. Dạ. Vâng. Còn chỗ này là dàn hoa thiên lý này, là bút tiên nay vẽ cảnh tiên, vẽ dàn thiên lý làm duyên cho đời đây, dàn hoa thiên lý này. Đấy. Dàn hoa thiên lý. Bên dàn hoa thiên lý đây là có con chim rơi bằng đá này, mỏ ra đây. Hai cánh giang kia đây. Đấy, mỏ con chim rơi. Này là khu vực chùa nằm ở núi Trường Yên hả cụ? Không, chùa Bích Động chứ. À là chùa Bích Động. Dạ. Chùa Bích Động đấy. Nhưng mà dãy núi là dãy núi dãy gì núi cụ? Và chỗ Tam Điệp. Dạ. Tam Điệp và chỗ rừng Quốc Phương đấy. Dạ. Đây là hai gốc cây mai này. Trong đây là cụ lão Trường Sinh có câu thơ là: xăm xăm tới gốc mai già, hỏi thăm cụ lão có nhà hay không. Tôi là lão thọ hiền lành, tuyết xưa truyền lại lâu ngày nổi danh. Tôi là tiên đá hiền lành, ai cầu thì lão chúc trường sinh không già. Cái động này là xuống thuyền vào động luôn. Nó vi đẹp vậy chứ còn bận ngày cũng phải đi đèn, bận đêm tối cũng phải đi đèn, không có lúc nào là không, vì nó dài. Ở bên Tam Cốc có ba động nhưng mà nó ngắn, nó không phải đi đèn. Nó đi bằng nửa động bên đây thôi, nhưng mà đi thời gian ở ngoài trời là nhiều. Còn động trong này nó giống như bên Tràng An cụ ha? Không, Tràng An nó 12 động cơ anh ơi. Dạ. Tràng An 12 động nhưng lại 9 hang tự tạo người ta đục. Còn có 3 hang tự nhiên thôi, còn đây là hang nguyên tự nhiên hết. 2 năm trước là chưa có Covid là đây là mắc dây điện đây. Có dây điện mắc điện vào đây. Là bên trong là 2 năm trước là có điện hả cụ? Không, 2 năm trước ấy là chưa có Covid là mắc điện. Dạ. Nhưng mà 2 năm Covid là họ tháo bóng ra giờ không chưa mắc. Dạ. Ui, động tự nhiên luôn ha. Đây, còn chỗ này là sân phơi của nhà Trần này. Đây là sân phơi của nhà Trần. Còn chỗ lõm lõm đây là bước chân Phật Tổ Như Lai này. Lõm tự nhiên hả cụ? Dạ, tự nhiên đấy. Dạ. Ừ. Bây giờ là đi cửa cha đây này, hình đầu người cha đây. Trên là chùa thứ hai thờ mẫu, dưới này là cửa cha này. Bây giờ đi cửa cha tí nó ra cửa mẹ. Nó có hai cửa. Không cứ ngồi yên vậy được không anh? Không phải ấy đâu. Tôi đằng sau thì ngồi còn được nữa. Bây giờ đi cửa cha tí nó ra cửa mẹ. Cửa cha cửa mẹ ra vào sông Loan. Đây cửa mẹ bên tay trái này. Bên cửa mẹ đây có đầu con cá chép nó trầu cửa mẹ này. Dơi, hôm nay vẫn có dơi. Có dơi, nó ấm ấm này là có dơi. Còn chỗ này là cổng trời soi xét. Tí nữa anh lên trong cái động tối, cái cầu giải oan ấy, trong cái động tối nó có cái giếng là nó xuống mãi dưới này. Đây gọi là cổng trời soi xét. Là hỡi ai oan ức ở đời, hỡi ai oan trái một thời trái ngang. Qua cầu thì dài nỗi ức oan, qua cầu thì sẽ hoàn toàn đổi thay. Phật bà nghìn mắt nghìn tay, nhẹ nhàng xóa hết đắng cay trên đời đấy. Vào nửa trong, từ đây vào trong kia là đẹp hơn, nó nhiều nhũ. Thì các cụ đưa đò ở đây đa phần thuộc rất là nhiều những bài thơ của chú anh chị. Vâng, không cũng phải có quyển lịch sử học đấy anh ạ. Dạ. Còn đây là sợi dây tơ hồng đây. Đây ông ánh này. Dạ. Từ trên đỉnh núi kéo, từ trên đỉnh núi đây kéo xuống này. Đây là ai mà chưa có duyên tình, sờ vào một chút thì trời xe duyên đấy. Đây ông ánh cái mã dư này. Đây gọi là sợi dây tơ hồng. Cái động này ngày trước là đi bằng đuốc, đổ ống dầu vào trong cái ống tre ấy, đi đuốc, chứ chưa có đèn như này. Là đi bằng đuốc chứ không có đèn. Còn đây là đầu con sư tử đây. Đây đầu con sư tử này. Nhìn thiên nhiên nó tạo nên đây. Còn bên trước đây là đôi dòng sữa mẹ này. Đấy, đôi dòng sữa mẹ. Bên tay trái đây là kho kim cương vàng bạc này. Đây kho kim cương, kho vàng, kho bạc này. Là hào quang lấp lánh tựa sao, tưởng như ta đã lọt vào cảnh tiên. Cảnh đây ai tạc ai làm, do Đức Ngọc Hoàng trời đất sinh ra.
mời anh mời chị gần xa xem xong cảnh đá thì ra cổng trời. Trăm hang chỉ có một nơi, ngàn hang có một cổng trời là đây. Hỡi ai thăm động hôm nay, động tiên kỳ phú ngất ngây lòng người. Còn đây là cây đàn đá này. Cây đàn đá. Chỗ này là tòa sen như ý, Phật ngồi trên cao. Trên là chùa thứ nhất, tí là các anh lên ngay chùa sân chùa bước lên rồi gọi là chùa Hạ đấy. Chỗ này là tòa sen. Tòa sen như ý, Phật ngồi trên cao. Bên tòa sen đây có đầu con chăn đá. Đây đầu con chăn đá này. Ồ, rất là giống. Đây đầu con chăn đá. Còn bên trước đây thì hình tượng con voi. Voi trầu hổ phục chỗ này linh thiêng, cầu tài, cầu phúc, cầu duyên. Nhắc cùng quý khách đừng quên điều này, dâng hương bái niệm từ đây đến chốn thuyền đài Phật sẽ chứng cho. Sau con voi đây là những quả Phật thú này. Đây, đến đây anh xin tài xin lộc rồi, bây giờ đến đây là xin sức khỏe như voi này. Mình mới sờ vào hả cụ hả? Vâng, sờ vào để xin sức khỏe, đầu năm là xin sức khỏe như voi. Xin tài xin lộc rồi, kho vụ kim cương vàng bạc, xin tài xin lộc, đến đây là xin sức khỏe. Thì bình thường vào những cái mùa nào là ở đây khách đông nhất hả cụ? Về mùa này là đang đông đấy ạ. Dạ. Vâng, hôm thứ bảy chủ nhật vừa qua là lúc nào cũng nghìn nghìn ở đây đi đây. Còn chỗ này là những bông cúc vàng này. Bông cúc vàng ngả bóng lung linh, trông lên thì ánh đuốc lung linh, xuyên qua thủy động tưởng mình trong mơ. Nghĩa là không đi có nơi nào, trên là chùa, dưới là động như ở đây. Mệnh danh là Nam Thiên Đệ Nhị Động đây, bông cúc vàng. Ngày trước là đi đò bằng thuyền nan với ống đuốc. Thuyền nan nhẹ nhẹ mái chèo đua, xôn xao sóng vỗ xung quanh động, mờ mịt mây tuôn khắp cảnh chùa. Còn đây là có hai con rùa, một con ngồi xuống, con ngồi lên đầm sen này. Đây con ngồi xuống, đây con ngồi lên. Giống. Rất là giống luôn. Vâng. Còn bên trước đây là con khỉ đang ôm trái dừa này. Đây con khỉ đây. Còn bên tay trái đây là những lá sen non. Quay mặt lại đây là bông sen này. Vào đến cống chùa là có hai cái ao đấy với cống đá là ao sen, cống đá là đây, phía đông mỏ phượng, phía tây thuyền rồng. Bước lên chùa Hạ, chùa Trung, xuyên qua động tối, chùa Đông nối liền. Hoa như bút vẽ tự nhiên, danh lam thắng cảnh, đầu tiên Ninh Bình. Ninh Bình là đẹp nhất mà xếp hạng theo nước là Nam Thiên Đệ Nhị Động. Ở đây rất là nhiều núi của chú anh chị, tại vì vùng đất Ninh Bình là nhiều núi. Núi nó bao bọc bốn xung quanh. Đi vào đây cống chùa là núi non... núi bốn xung quanh, nước bốn mùa, thuyền nan nhẹ nhẹ mái chèo đua, xôn xao sóng vỗ xung quanh động, mờ mịt mây tuôn khắp cảnh chùa. Vào đến chùa đây là núi non nó bao bọc bốn xung quanh đấy. Để ai đã từng du thăm hương tích, xin đừng quên Bích Động quê tôi. Nam Thiên Đệ Nhị muôn đời, lời khen xưa đã sáng ngời sử xanh. Kìa đồng lúa long lanh gợn sóng, núi non quanh soi bóng giữa dòng. Thuyền nan nhẹ lướt trên sông, mái chèo vỗ nhạc như tung ánh vàng. Đấy là vào trong chùa đấy. Anh lên đến chùa Trung đấy là núi non nó bao bọc bốn xung quanh. Hay bây giờ các anh lại quay ra xong rồi lên chùa. Có lối nào ở trong này để lên chùa nữa không cụ? Có lối này. Dạ đấy. Thì mình sẽ đi từ đây lên chùa luôn cụ. Đây lối này là lên chùa, lên cái đén đây này. Xong rồi dạ. Xuống chỗ cái xe đấy xong vào chùa. À là cái lối bậc cấp kia đúng không đây, cụ? Đây có lối từng bậc ngồi được. À, dạ nhưng mà cụ đi nổi không? Cụ đi nổi lối này không? Không, chứ phải chèo thuyền ra chứ anh. À. Phải chèo thuyền ra, có đến đây đến tí nữa ai vào lấy được. Hay là giờ mình lại ra xong là tí lại dẫn vào. À bây giờ mình cứ ra đi rồi tí nữa là ra tới cổng rồi cụ đưa cháu vào nhé. Vâng. Dạ. Vậy thì giờ quay ra nhá. Dạ dạ. Giờ tới đây ra. Là hết rồi đúng không cụ? Vâng, đến đây là hết rồi đây. Đây ra nếu như bên lên Bích Động có bậc đây, từng bậc đây đi lên. Dạ. Thế bây giờ là ra, bà con mình quay ra xong là tí là bà lại dẫn lên chùa. Dạ. Chúng ta vừa đi hết một vòng ở bên trong động phía dưới chùa Bích Động của chú anh chị. Gọi là Sơn Thủy Động. Ở đây được gọi là Sơn Thủy Động và được mệnh danh là Đệ Nhị Động đúng Nam không bà? Nam Thiên Đệ Nhị Động. Dạ. Bây giờ chúng giờ ta lại sẽ vòng ra. Thì cô chú anh chị các bạn chúng ta xem video tới thời điểm hiện tại thì đừng bỏ qua nha. Tại vì cái chính vẫn còn nằm ở lúc chúng ta
đi lên chùa của chú anh chị và rất là nhiều những cái điểm tham quan khám phá và lịch sử ở trên chùa Bích Động nữa. Thì đoạn mở đầu của video này nhà kiếu lịch sẽ đi động để cho cô chú anh chị các bạn ngắm những cảnh đẹp và những phiến đá vôi được thiên nhiên tạo hóa thành những hình thù khác nhau ở trong động. Và sau khi chúng ta đi hết động thì sẽ lên khu vực trên chùa. Thì ở phía sau động sẽ có một cái lối bậc cấp để chúng ta đi lên trên chùa cô chú anh chị, nhưng mà nhà kiếu lịch sẽ đi ngược ra lại để vào cái cổng chính, ghi hình phía trước cổng chính cho cô chú anh chị chúng ta xem để chúng ta dễ hình dung hơn. Nếu như du lịch ở chùa Bích Động chúng ta không có nhu cầu đi thuyền thì mình vẫn biết cái lối để chúng ta đi vào. Vào bên trong động thì nó sẽ ấm hơn của chú anh chị, mà khi mà chúng ta vừa ra khỏi động là thời tiết nó là lạnh lại. Ở Ninh Bình hiện tại đang lạnh của chú anh chị. Vâng, bây giờ vào đây thì các anh có thấy ấm lên không? Dạ. Đây là bông sen. Tự nhiên đấy, cái thiên nhiên nó tạo nên đấy, không có tay nào mình vào đấy. Là ao sen cống đá là đây, phía đông mỏ phượng, phía tây thuyền rồng. Lên trên chùa trung, chùa thượng đây là nhìn xuống bốn phía là có năm quả núi. Nó là ngũ ngục lục sơn, ngũ nhạc sơn. Thì vừa rồi chúng ta đã ra khỏi động, bây giờ sẽ di chuyển lên trên chùa ở phía dưới động của chú anh chị. Ở đây thì thấy có một cụ. Cụ năm nay bao nhiêu tuổi rồi cụ? 96 ạ. Dạ, cụ 96 tuổi. Vâng. Dạ, nhà ở đây luôn hả cụ? Không, nhà dưới làng, 3 cây. Mà sao cụ ngồi đây có một mình cụ bán ở đây rồi, rồi có khách không? Có vắng không? Ngày dầm. Dạ. Đây là mua cho chị cũng được 100. Dạ. Đây cụ bán những cái... Những cái này bán cho ta có 15.000, bán nó 20. Dạ. Nói chung cụ cũng thật thà, cụ chia sẻ luôn cô chú anh chị. Nước, cụ bán nước và những cái vật phẩm đồ lưu niệm á. Dạ. Dạ. Đây cháu mừng tuổi cụ nha, cháu không có mua tại vì trời lạnh quá. Trời lạnh cháu chưa còn không có uống nước. Dạ, cháu mừng tuổi cụ. Cháu thấy cụ ngồi con bình ngay cái chỗ bán vỉa của chú anh chị. Cụ ngồi con bình ngay chỗ bán vỉa. Cho nên là dạ, cháu mừng tuổi cụ. Dạ, chúc cụ sức khỏe. Merci beaucoup. Cụ nói được tiếng nước ngoài luôn cô chú anh chị. Rồi cảm ơn cụ, thank you. Chúc cho các cháu về mạnh khỏe, công tác tốt nha. Dạ cảm ơn cụ. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển ra để lên trên chùa Bích Động. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển vào bên trong chùa Bích Động. Sau khi chúng ta rời khỏi Nam Thiên Đệ Nhị Động ở phía dưới chùa thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào trong. Và cụ sẽ là người hướng dẫn cho cả nhà mình những cái điểm tham quan ở trong chùa luôn. Vâng. Dạ. Thôi anh, là đây là cái núi, đây là núi Quan Văn. Đây đội mũ canh chuồn kìa. Là dạ. Quan Văn đỉnh núi ông ngồi kìa, ông Quan Văn đấy. Ông nhìn phong cảnh tuyệt vời bao la, kìa sóng nước mặn mà võ nhạt, cảnh thiên nhiên ai tạc mà nên. Khách về xin nhớ đừng quên Nam Thiên Đệ Nhị có tên sử vàng. Vâng. Hay quá cụ vào, đọc. Khi vào đây là có cái cống đá với hai ao sen đấy. Dạ. Là ao sen, cống đá là đây, phía đông mỏ phượng, phía tây thuyền rồng. Bước lên chùa Hạ, chùa Trung, xuyên qua động tối, chùa Đông nối liền. Hoa như bút vẽ tự nhiên, danh lam thắng cảnh đầu tiên Ninh Bình. Dạ, yeah. Cụ đọc thơ rất là hay cô chú anh chị. Này làm bằng đá hả cụ ha? Đây bằng đá, từ hồi xưa là... Chụp tôi đi. Đây, rất nhiều du khách đang tham quan. Đây là hòn đá bẫy dày. Dạ. Tựa trưng cho là đồng bẫy dày, ai sờ vào đây thì no đủ cả đời. No ấm. Đây là đồng đá bẫy dày. Đây là tòa si. Tòa si bóng mát là đây, hiu hiu gió thổi mây trời lưng bay. Khách về chẳng muốn vào ngay. Đây ở đây là rất là mát, người mùa hè ngồi đây là như là quạt hỏi mát. Dạ. Đây là tòa si bóng mát là đây. Đây giờ. Đây ông Quan Văn kia anh nhìn thấy dạ. Mũ cánh chuồn. Rất là giống. Vâng. Ô xe. Rất là nhiều thợ chụp hình ở đây hả cụ? Vâng, nhiều. Có một đội mấy chục người. Nhưng nó chia ca từng ngày một từng người chứ không. Dạ.
Ngoài cái đọt tây đi chưa thắng. Thì cái lịch sử chùa này là có niên đại bao nhiêu? 1428. Yeah. Do Chí Tâm, Chí Kiên, Chí Thể, ba vị sư ở ngoài lặng dành vọng, vọng danh Nam Hà, Y Yên Nam Hà. Ba người đi trên đường đi là kết thành huynh đệ, đi nhiều nơi. Không có nơi nào đẹp, đến đây là dừng chân lại. Ba người kết thành huynh đệ để tại dừng lại tại đây là để xây dựng chùa. Dạ. Yeah. Nhưng mà cháu nghĩ là về sau sẽ được đã có tôn tạo thêm và tu sửa lại bờ, đúng không cô? Đây là tu sửa mới đầu lên thì là làm tranh che vắt nước thôi chứ không phải như này. Ngày xưa chỉ là một cái am nhỏ thôi cô ha. Vâng. Đây là cái cổng chùa. Cổng chùa. Nhà khách. Dạ. Kia là nhà chính. Thì ở trước khu vực này chúng ta cũng có thể thấy được các cụ bán những cái vật phẩm và lưu niệm cho khách khi tham quan. Thì ngay cái cháu thấy đây là hình như cái giếng á cụ. Cái này giếng cổ hay sao cụ? Giếng cổ đó. Đây. Giếng ngọc. Nước nước rất là trong một màu. Không bao giờ mất nước. Trong một màu ngọc bích luôn cô chú anh chị. Đây, nhìn sát vào trong. Nước trong veo luôn. Đó. Và bắt đầu từ ngay vị trí này thì cụ sẽ giới thiệu cho chúng ta thứ nhất là về lịch sử của chùa, thứ hai là những cái tích, những cái truyền thuyết gắn liền về chùa Bích Động, thì sẽ nhờ cụ để chia sẻ cho cô chú anh chị khán giả chúng ta sẽ hiểu rõ hơn cụ ha. Vâng. Dạ. Bây giờ là lên chùa Hạ. Dạ. Đây chùa Hạ ngay cái chỗ chùa Hạ, chỗ cái con chăn đá đây ở trên này chùa này. Dạ. Thì chùa Hạ bước lên. Theo như cây mít cây thị thế kỷ. Dạ, như theo như cháu tìm hiểu là bên trong chùa này hiện tại là còn một tấm bia cổ nữa đúng không cụ? Có. Dạ. Bia cũ đã dọn đi rồi. Đây chính là ngôi chùa cổ của chú anh chị. Vâng. Ngôi chùa cổ nằm ở vị trí trước mặt cả nhà. Vâng. Mình thấy. Vâng. Chùa Hạ, gọi là chùa Hạ. Thì phía trước chùa chúng ta có thể thấy được hình này là sư tử hả cụ? Vâng, con sư tử. Hai sư tử đang chầu ở phía trước cổng chùa Hạ, phía trước điện chùa Hạ. Đây có cái bia cổ ở chỗ này, cái khánh đá. À. Đây có phải là cái mộ cổ đúng không cụ? Mộ cổ. Dạ. Ba vị sư chết rồi chôn ở đằng sau kìa. À, chôn ở phía sau. Đây là mộ cổ. Dạ. Đây là chùa Hạ, kia là cây thị thế kỷ, cây mít thế kỷ là. Đây là cây mít, tôi là cây mít hôm nay, đứng bên chùa Hạ lâu ngày ngát hương. Bao phen giông tố tuyết sương, thu tàn đông tới thì thường vượt qua. Tuổi cao nhưng sức không già, nở hoa kết trái như là còn xuân. Ai qua Bích Động ghé thăm, rằng tôi tuổi đã trăm năm có thừa. Yeah. Bên kia là cây thị, thị ơi thị dụng bị bà, câu ca nay đã vang xa khắp miền. Tuổi tôi nay đã trăm niên, sống cùng chị miết bạn hiền sớm hôm. Là hai cây thị cây mít là thế kỷ. Là cây này là lâu năm rồi. Vâng, thế kỷ. Thế kỷ. Cái kia cây thị cái nó đổ đi một nửa cành rồi còn một nửa vẫn mọc. Ôi, cây mít này là 100 năm hả cụ? Vâng. 100 năm tuổi. Đây anh nhìn sang cái cây thị kia rất là. Dạ. Đây cây mít đây. Cái này là chắc là cái cây đây, cái con cây con mọc lên đây, sau này cụ ha. Còn cái gốc cũ đây 100 năm này đúng không cụ? Vâng, đây anh nhìn đằng sau đây. À dạ. Đây là cái gốc cũ của cây mít 100 năm tuổi của chú anh chị. Vâng đấy. Đây, còn những cái cây này là đã mọc từ cái nhánh của cây cổ mọc sau. Vâng. Tôi là cây mít hôm nay đứng bên chùa Hạ, đây là chùa Hạ lâu ngày ngát hương. Bao phen giông tố tuyết sương, thu tàn đông tới tư thường vượt qua. Tuổi cao nhưng sức không già, nở hoa kết trái như là còn xuân, đây vẫn cứ hoa quả. Dạ, quanh năm. Vâng, quanh năm. Bên kia là cây thị. Dạ, thì bây giờ thị ơi thị dụng bị bà, câu ca nay đã vang xa khắp miền. Tuổi tôi nay đã trăm niên, sống cùng chị mít bạn hiền sớm hôm đấy. Đây chúng ta qua bên cây thị. Vâng. Vậy đây là khu vực chùa Hạ thì đây là chùa Hạ. Trước khi chúng ta di chuyển qua bên cây mít trăm năm tuổi thì nhà kia lại sẽ vào để viếng lạy ở trong đã. Thank you.
ông dẫn lên chọn dẫn ông lên chùa. Này đông khách này, đông quá, xe đông quá. Nó rét vậy hơn chứ, nó mưa. Cái tháng. Chủ trì chùa Bích Động. Dạ mô Phật. Dạ. Dạ mô Phật, con chào sư ạ. Dạ thì con có duyên ghé lại chùa thì cũng mong sư giúp con là chia sẻ cái thông tin là chùa mình là hiện đã bao nhiêu năm tuổi và có những cái lịch sử như thế nào ạ cụ. Nếu mà nói đến chùa mình thì từ lúc hình thành chùa đến bây giờ theo bia ấy là có hơn 1000 năm rồi. Dạ. Và gần đây là tu sửa lại được 3 chùa, họ tính từ cái lúc mà chùa phát triển lớn thì đến giờ hơn 700 năm. Hơn 700 năm, dạ. Vâng. Và chùa mình có những cái lịch sử gắn liền với những cái tích như thế nào hả sư hả? Chùa mình thì nếu nói đến các tổ ngày xưa thì các tổ tu thần thông, hóa thân Bồ Tát, dạ, thầy vua quan nhiều. Còn mới đây thì chiến tranh chống Mỹ, chống Pháp rồi công minh thưởng rồi nuôi cán bộ các thứ thì nó là... Dạ, dạ mô Phật cũng cảm ơn sư ạ. Dạ. Đây thì trước mắt của chú anh chị các bạn chúng ta thấy đây là cái gốc thị có tuổi đời là 100 năm tuổi ha cụ ạ. Giờ hơn 100 năm. Dạ, hơn mấy trăm rồi hả sư? Gốc to như này, gốc to đi. Dạ, mấy trăm tuổi rồi. Dạ. Gốc thị này là mấy trăm năm tuổi rồi. Dạ. Dạ, mô Phật con chào sư ạ. Dạ. Thì sau khi rời khỏi chùa Hạ thì chúng ta sẽ đến cái vị trí tiếp theo là chùa Trung ha cụ. Vâng, vâng. Chùa Trung. Hello. Xin chào. Cây mít thế kỷ. Anh có thấy gốc nó hay không? Dạ. Chùa xì mà cốc có quá. Đây cái khánh cũ đây. Cụ đi nổi không? Cụ đi nổi lên cho không? Đi được. Đi được ha. Dạ. Đây chúng ta sẽ di chuyển rất là nhiều những bậc cấp như thế này để lên chùa Trung của chú anh chị. Mình sẽ đi tham quan ở trên chùa Trung. Kia ba mộ vị sư, ngôi mộ của vị sư kia. Dạ, ở dưới này là một ngôi mộ cổ hả cụ? Vâng, vâng. Còn đây là ba vị sư xây dựng chùa đây. Chí Tâm, Chí Kiên, Chí Thế. À, đây là mộ của ba vị sư tại chùa. Xây dựng lên chùa. À, xây dựng lên chùa, dạ. Rồi mình lại tiếp tục di chuyển lên chùa Trung. Chùa Trung. Thì đứng ở vị trí khu vực phía dưới này chúng ta có thể thấy được cái cảnh đẹp tựa như chốn bồng lai tiên cảnh của chú anh chị. Sẽ trải qua rất là nhiều những bậc cấp để mình đi lên ở trên phần chính điện của chùa Trung. Nên hơn trăm bậc không ạ anh? À hơn trăm bậc dạ. Cụ đi gì thì lên tới còn một chùa ở trên nữa cụ. Vâng. Ôi dồi.
Thôi khắc phục anh ạ. Dạ. Ba chùa nằm ở trên núi, một ngôi chùa hạ ở phía dưới chân núi và hai ngôi chùa, chùa trung và một chùa trên cao là chùa gì cậu? Chùa Thượng. Chùa Thượng, dạ. Chùa trung. Trải qua hơn 100 bậc cấp cậu ạ? Vâng, 140 mấy bậc. Dạ. Đây là chùa Trung hả cụ? Đây chùa Trung, kia là chữ Bích Động. Dạ, hai chữ trên đá kia là hai chữ Bích Động. Dạ. Chữ này chắc cũng là từ lâu đời rồi lâu cụ. Lâu đời lắm rồi. Dạ. Cái chữ nho đấy nó mờ đi. Đây là chữ nho họ ăn kia. Vào đây. Dạ. Chắc mình thấy không rõ đâu tại không, vì không họ viết vào trong đá mà. Vâng, lâu năm rồi. À, cháu thấy bên kia là có một cái hướng là hình như là đi xuống cái hang tối đúng không cậu? Đi lên chùa Thượng. À, lên chùa Thượng là đi lối đó. Đi xoa qua động tối lên chùa Thượng. Dạ. Cái chỗ này là dưới cửa cha cửa mẹ. À, nằm ở dưới cái khu vực chùa cửa cha cửa mẹ. Dạ. Chùa Thượng là con đại bàng, còn chùa này là tòa sen. À, dạ. Rồi cụ đợi cháu xíu, cháu vào cháu làm lễ. Vâng, vâng. Đây, trước mắt của chú anh chị các bạn chúng ta thấy là cái điểm dừng chân sau khi chúng ta từ ở dưới khu vực chùa Hạ thì chúng ta di chuyển rất là nhiều những cái bậc cấp như thế này. Những bậc cấp như thế này để lên trên vị trí đây là chùa Trung. Ngay khu vực mà chúng ta đang đứng đây chính là vị trí chùa Trung của chú anh chị. Thì vừa rồi cụ đưa Nhật Kiều Lịch lên tới đây thì còn một cái hướng để đi lên trên chùa Thượng ở trên nữa của chú anh chị. Chúng ta sẽ đi qua rất là nhiều những cái bậc cấp để lên chùa Thượng. Thì Nhật Kiều Lịch sợ cụ đi không nổi cho nên là cũng có gửi phong bì để mừng tuổi cho cụ và để cụ xuống cụ còn đưa khách khác đi đò đi thuyền nữa cô chú anh chị. Tại vì rất là nhiều những cái bậc cấp mà khi leo lên thì sợ sức cụ leo không nổi. Nhật Kiều Lịch chia tay cụ tại chùa Trung và sẽ tiếp tục khám phá cho cô chú anh chị những điểm ở trên chùa Thượng nữa. Thì đây là cái lối để chúng ta đi vào leo lên núi để vào trên chùa Thượng. Thì trước đây là một cái có thể đây là đền trình ở chùa Thượng của chú anh chị. Đây, bây giờ chúng ta sẽ tự đi khám phá nha cô chú anh chị. Tại vì lịch sử thì Nhật Kiều Lịch cũng không có nắm rõ lắm tại vì sinh sâu đẻ muộn của chú anh chị. Chúng ta có thể search trên những cái trang mạng thông tin để mà chúng ta xem. Tại vì rất là nhiều những thông tin trên đấy mà Nhật Kiều Lịch chia sẻ những cái thông tin đấy thì sợ nó sẽ bị lọt. Nó sẽ bị lọt thông tin. Do đó là sẽ tự đi khám phá và cho cô chú anh chị chúng ta sẽ ngắm cảnh thôi. Đây là những một cái phiến đá viết rất là nhiều những cái chữ không biết là chữ nho, chữ nôm này cô chú anh chị. Rất là nhiều những chữ ở đây. Chúng ta sẽ di chuyển để lên trên chùa Thượng. Thì dọc cái lối để chúng ta đi lên trên chùa Thượng này thì họ đã lắp điện rồi chú anh chị cho nên nó rất là sáng, không có sợ tối đâu. Đây, bên đây còn có một cái bia, có thể là bia cổ, những tấm bia cổ của chú anh chị. Rất là nhiều những cái chữ nôm hay chữ nho thì Nhật Kiều Lịch không nhìn ra những chữ này được. Bên dưới là những cái hốc hang động này, đá tự nhiên và nó tự hình thành rồi đấy. Ở đây là nó bị lõm vào của chú anh chị. Chúng ta sẽ đi khám phá từ từ, không vội vàng. Đây, những bậc cấp được làm bằng đá nha cô chú anh chị, không phải là xi măng nha, được làm bằng đá tảng.
ta sẽ di chuyển lên trên chùa Thượng. Thì khi mà chúng ta leo lên những bậc cấp như thế này sẽ thấy được một cái chuông cổ, một chuông cổ treo ngay, được đặt ngay vị trí khi chúng ta bước lên là chúng ta sẽ bắt gặp luôn. Đây là hang động tự nhiên, rất là nhiều những cái nhũ đá do thời gian hình thành, trải qua rất là nhiều năm tháng thì tạo thành những hình thù khác nhau. Xin chào. Đây, ở khu vực này sẽ có một cái biển chỉ dẫn cho chúng ta đi lên chùa Thượng. Và trước khi cái lối lên chùa Thượng thì cái lịch còn thấy một nơi thờ ở trong đây cô chú anh chị. Một nơi thờ ở trong đây, thờ Phật. Những nhũ đá tạo thành các hình thù khác nhau. Ở đây chúng ta có thể thấy giống như là trái Phật thủ đó, cô chú anh chị, nhưng đá tự nhiên nha. Đá tự nhiên ở chùa Bích Đồng. Bây giờ chúng ta lại tiếp tục lên trên chùa Thượng. Rất là cao rồi chú anh chị, rất là cao. Thì lên đến khu vực để lên chùa Thượng thì những cái phiến đá, những cái bậc cấp làm bằng đá tảng như thế này trải qua nhiều năm tháng đã bị hư hại và này là đã tu bổ lại của chú anh chị bằng những cái gạch sau này. Đây chính là chùa Thượng, một ngôi chùa cổ có tuổi đời rất là lâu với chú anh chị, nằm ở trên núi.
ở phía bên cạnh chùa Thượng là có nơi này là cái nơi để đốt giấy của chú chị vàng mã khi chúng ta làm lễ chúng ta cúng ở trong chùa. Hang đá tự nhiên được sử dụng làm nơi đốt vàng mã, và bên cạnh là một cái bi nước. Đá tự nhiên theo năm tháng sẽ tạo thành những cái hình thù lồi lõm khác nhau. Thì sớm giờ nhà kiếu lịch cũng đưa cô chú anh chị các bạn chúng ta cũng đã đi tham quan khám phá và ngắm cảnh ở khu vực chùa Bích Động. Trước khi mà di chuyển lên chùa Bích Động thì chúng ta cũng đã được đi qua rất là nhiều những hang động bên trong, được thiên nhiên tạo hóa thành những hình thù khác nhau. Cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã dành thời gian theo dõi video tới thời điểm hiện tại, và đừng quên để lại một đăng ký kênh, bật cái chuông thông báo để đồng hành cùng nhà kiếu lịch trong những video sắp tới. Một lần nữa xin cảm ơn cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo.